Vâng, shop xe đạp Quang Lâm xin gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao trên mọi miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay em sẽ quay video này để nói lời cảm ơn đến một bác khách hàng ở trên Thái Nguyên. Bác đã tin tưởng và ủng hộ shop một chiếc xe đạp này. Thì trước khi đi vào chi tiết của cái video lắp trả xe cho bác khách hàng ở trên Thái Nguyên thì em nói qua về cách thức mua bán như là giao dịch của shop. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào gần thì các bác đến trực tiếp cơ sở bên em xem hàng cũng là mua hàng trực tiếp luôn. Còn các bác làm ở xa thì bên em là luôn luôn ship code COD. Các bác yên tâm là các bác ở đâu nhà em cũng ship hàng tận nhà được cho các bác. Nhận hàng thì các bác có quyền lợi là kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng mẫu mã như trên video em quay quảng cáo thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào cả. Thì shop em là shop chuyên các cái dòng xe đạp thể thao từ phân khúc thấp đến trung và tầm cao đều có. Thì các bác nào mà có nhu cầu tham khảo thì các bác hãy gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để ở góc trái của video. Cũng như kết bạn Zalo. Gọi video thì có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Ok, thì đi vào chi tiết của video hôm nay là em làm video này. Đấy, cũng như phần đầu em nói là để cảm ơn bác khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ shop bác ở trên Thái Nguyên. Thì ở đây là cái dòng phân khúc thấp của Fan Fasigino. Đấy, với bộ khung khung thép. Cấu hình của con này là cấu hình thấp vì do cái nhu cầu của bác là cũng đã chia sẻ với em là bác chỉ cần một em xe đạp là có thể vào mỗi buổi sáng bác đi tập thể dục đạp xe tầm khoảng 30 phút, còn hôm nào nhiều là đến một tiếng đồng hồ thôi. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì cũng không bác không cần một cái chiếc xe gọi là tầm trung hoặc là cao, thì cái phân khúc xe tầm thấp này là bác có thể đạp ok rồi. Với cái phần khung sườn thép này, nó phần thép thì nó hơi lặng một chút thôi nhưng mà vẫn rất là ok. Đấy, bánh là 26 in, phanh là phanh thắng, phanh cơ không dầu. Đấy, ở đằng trước cũng có thuộc nha các bác, ở phần trước cũng có thuộc này. Đấy, có thuộc và tay cầm đây, phần tay cầm đây được thiết kế là phần làm bằng thép này, cũng tay cầm được làm bằng cao su lon này, được làm nhám đây để giúp các bác là không bị trơn trượt khi mà ra mồ hôi tay đi đạp xe. Đấy, cầm lắm rất là êm. Đấy, em giới thiệu qua. Và đây là cái phần đùi này, phần đùi của Fan Fasino. Đấy, liên kết với phần trục. Đây là cái phần củ đè này. Phần củ đè ở đây. Đây là củ đè này. Gạt líp ở đằng sau. Với phần lốp này, lốp và vành lan hoa này của Fasilo hết các bạn. Phần lốp thì có được làm bằng cao su cao cấp này, có các cái phần nhám rất là nhiều để tăng cái độ tiếp diện cũng như là cái độ ma sát ở trên đường để các bác đi. Bàn đạp cũng thiết kế là nhựa cao cấp, nó phần phản quang này. Đây là bác kỹ thuật ở bên shop em đang lắp ráp xe. Thì trước khi gửi hàng cho các bác là nhà em đều phải lắp bóc hộp này. Đây nó nguyên đai nguyên kiện của công ty như này. Đấy. Thì và em sẽ phải lắp ráp lại cái xe này và test để xem xe có lỗi không. Đấy, khi các bác mua hàng ấy thì là bên em lại tháo và đóng lại cho các bác trong cái hộp như thế này. Thì vừa qua em cũng làm video đây để nói lời cảm ơn đến bác khách hàng đã tin tưởng ủng hộ shop bác ở trên Thái Nguyên, rất là cảm ơn bác. Thì em xin nhắc lại là shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao phục vụ các bác đi đạp xe, yêu thích xe đạp cũng như là đạp xe thể thao, tập thể dục. Thì các bác nào mà có nhu cầu tham khảo thì các bác hãy gọi điện trực tiếp cũng như kết bạn Zalo qua số điện thoại em để ở góc trái của video. Đấy, bên em sẽ em là người chủ shop sẽ trực tiếp nghe máy cũng như là tư vấn cho các bác về các cái mẫu xe để phù hợp với dáng vóc của các bác. Thì qua đây các bác nào mà có yêu thích em thì cũng xin các bác hãy ấn vào nút đăng ký, bật vào hình quả chuông để nhận thông báo mới nhất về các cái mẫu xe em sẽ giới thiệu trong các cái video tiếp theo.
video của em đến đây kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.